Trong bộ phim nhạc kịch Bậc Thầy Của Những Ước Mơ, nhân vật danh ca Zeneline với bài hát Never Enough đã khiến bao con tim người yêu nhạc trên toàn thế giới phải thổn thức. Có thể nói Never Enough là một trong những điểm nhấn lớn của bộ phim này. Cũng giống như cái tên, không bao giờ là đủ. Những ai đã chót nghe giai điệu của bài hát này cùng giọng ca nội lực đến từ Lauren Ondrej, dù có nghe bao lần cũng không bao giờ cảm thấy chán. Trong thế giới bóng đá cũng có một cầu thủ theo chủ nghĩa Never Enough này, nhưng thay vì hát, anh ta chọn ghi bàn. Ghi bàn như một thói quen, ghi bàn như một niềm đam mê bất tận, ghi bàn như thể cho dù có làm tung lưới đối phương bao lần đi chăng nữa, cũng chẳng bao giờ là đủ với anh ta. Cái tên tôi đang nói tới không ai khác ngoài Erling Haaland. Vào đầu tháng 9 trong trận đấu giữa Na Uy và Gibraltar thuộc khuôn khổ vòng loại World Cup, tiền đạo 21 tuổi đã lập một cú hat-trick đẳng cấp, góp công ở chiến thắng dọn dã 5-1 của đội nhà. Ba bàn thắng này giúp Haaland có 12 pha lập công trong 15 lần ra sân trong màu áo đội tuyển quốc gia, một thành tích bất kỳ cầu thủ trẻ nào cũng phải ghen tị. Martin Odegaard, tiền vệ đang thuộc biên chế Arsenal, cũng đề cao thành tích ghi bàn của cậu em đồng hương. Những chỉ số của Haaland nói lên tất cả, không cần nói gì thêm nữa, những con số thật khó tin. Chúng tôi may mắn vì có cậu ấy đồng hành, Haaland đang đứng chung hàng với những cầu thủ giỏi nhất, cậu ấy chẳng sợ bất cứ ai. Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn sau trận, Haaland cho biết anh vẫn chưa hài lòng với điều đó. Tôi vẫn chưa ghi bàn đủ, hiệu suất của tôi đang gần đạt một bàn mỗi trận, nhưng đáng lẽ phải là hơn một bàn mỗi trận. Tôi đang hướng tới kỷ lục của Jürgen Juve với 33 bàn ghi cho Na Uy. Một câu đùa chăng? Hay là sự ngạo nghễ có phần ngông nghênh của một sao trẻ? Trong lịch sử bóng đá thế giới, chỉ có 4 cầu thủ từng được ghi nhận có số bàn thắng nhiều hơn số lần ra sân với tất cả đều chơi bóng ở thế kỷ trước. Thế nhưng Haaland đã chứng tỏ mình không hề nói cho vui. Anh thật sự quyết tâm làm được điều đó trong trận đấu tại vòng 8 Bundesliga diễn ra vào đêm qua. Dortmund có cuộc tiếp đón mình 0-5 trên sân nhà. Trước một đối thủ được đánh giá yếu hơn, 3 điểm dành cho đội bóng vùng Ruhr là điều có thể dự đoán trước. Nhưng không vì thế mà trình diễn siêu hạng của Erling Haaland bị lu mờ đi. Anh có một cú đá đưa bóng chạm tay của Widmer khiến Mê 05 bị thổi penalty. Chính tiền đạo người Na Uy là người lãnh trọng trách trên chấm 11m và anh không phạm bất kỳ một sai lầm nào để nhân đôi cách biệt cho Dortmund. Dẫu cho sự thiếu tập trung ở cuối trận của đội chủ nhà, giúp Mê lóe lên hy vọng với bàn thắng rút ngắn cách biệt của Bukot, nhưng Haaland đã dập tắt luôn tia sáng nhỏ nhoi ấy với bàn thắng vào phút 90+4, giữ 3 điểm ở lại sân Signal Iduna Park. Cú đúp bàn thắng vào lưới Mênh 05 giúp Haaland có được 49 bàn sau 49 lần ra sân cho Dortmund tính riêng ở Bundesliga. Bạn thử liệt kê xem có bao nhiêu cầu thủ hiện tại mà tần suất ghi bàn của anh ta ngang ngửa với số lần thi đấu. Trên mọi mặt trận, ngôi sao sinh năm 2000 đã ghi 70 bàn chỉ sau 68 trận thi đấu trong màu áo vàng đen. Càng đặc biệt hơn khi đây là trận đấu đầu tiên của Haaland sau hơn một tháng dưỡng thương. Chân sút người Na Uy đã phải ngồi ngoài kể từ khi chấn thương ở vòng 5 trong trận gặp Berlin. Không chịu bỏ lỡ hai vòng đấu tại Bundesliga, Haaland cũng phải ngồi ngoài lượt trận vừa qua tại vòng loại World Cup. Thậm chí vào thời điểm đó, anh cũng chẳng thể đi lại một cách bình thường. Vậy mà nhìn xem, Haaland chơi bóng như thể chẳng có bất kỳ chuyện gì xảy ra cả. Đội trưởng Marco Reus chia sẻ với Sky Sport bằng một nụ cười không thể tươi hơn. Chúng tôi thật sự rất nhớ Haaland và thật tuyệt vời khi cậu ấy lập cú đúp. Bạn biết đấy, ghi bàn là điều cậu ấy luôn nhắc nhở trong đầu mỗi khi ra sân. Còn huấn luyện viên Marco Reus cho biết, Haaland rất muốn được ra sân và tỏa sáng. Ở trận đấu hôm nay tôi muốn rút Haaland ra nghỉ sớm hơn, nhưng cậu ấy đã cho thấy sự vượt trội so với hàng thủ đối phương. Pha lập công ở phút bù giờ của Haaland thật ấn tượng, đây là khoảnh khắc giúp đội bóng định đoạt trận đấu. Erling muốn được thi đấu và cậu ấy đã cống hiến mọi thứ mà mình có trên sân hôm nay. Sau trận đấu, Haaland đã đăng lên trang Twitter cá nhân, anh đang ăn mừng bàn thắng, cùng dòng trạng thái, 3 điểm và niềm vui đã trở lại. Có lẽ với Haaland chỉ có ra sân, ghi bàn và đưa đội nhà đến chiến thắng mới là niềm hạnh phúc lớn nhất. Từ đầu mùa giải 2021-2022 đến nay, phong độ của Haaland thực sự đáng kinh ngạc. Như ba mùa giải trước, anh chơi 9 trận, ghi 12 bàn và kiến tạo 4 lần. Trong top 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu, chỉ có 3 chân sút tham gia trực tiếp vào 10 bàn trở lên. Từ đầu mùa là Karim Benzema của Real Madrid, Mohamed Salah của Liverpool và chính Erling Haaland. Không chỉ ở giải quốc nội, Haaland cũng đã đút túi những thành tích cực kỳ đáng nể ở đấu trường châu Âu. Tiền đạo người Na Uy là cầu thủ ghi 21 bàn nhanh nhất mọi thời sau 17 lần ra sân, vượt qua kỷ lục 21 bàn sau 27 trận của huyền thoại Ruud van Nistelrooy. Cần nhớ rằng ở tuổi 21, ngay cả Ronaldo cũng chưa biết ghi bàn tại cúp C1 là gì, còn Messi cũng mới chỉ có 6 pha lập công. Haaland cũng đang nắm giữ kỷ lục là cầu thủ đầu tiên ghi từ 2 bàn trở lên trong 4 trận đấu liên tiếp tại đấu trường Champions League. Nếu duy trì phong độ tuyệt vời như hiện tại, Haaland sẽ là ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu chiếc giày vàng Champions League mùa giải 2021-2022. Xét về hiệu suất, Haaland cũng bỏ xa các thủ đã ghi ít nhất 20 bàn ở Champions League.
Trung bình anh mất 63 phút để ghi một bàn. Còn những cầu thủ hiệu suất cao khác đều mất hơn 100 phút mỗi bàn, như Mario Gomez 102 phút, Lionel Messi 103 phút, Harry Kane 104 phút hay là Van Nistelrooy 109 phút. Chẳng vì thế mà Virgil van Dijk, siêu trung vệ đắt giá của Liverpool, từng thừa nhận Haaland là một trong những người khó kèm nhất anh từng đối mặt. Haaland là một tiền đạo đặc biệt bởi cậu ấy rất mạnh mẽ, rất nhanh và sở hữu mọi phẩm chất để đạt hậu vệ vào thế khó. Lần đầu tiên tôi đối đầu với cậu ấy là khi Liverpool gặp Salzburg tại Champions League. Đó là trận đấu cậu ấy ghi bàn gỡ hòa cho Salzburg. Cậu ấy rất khó chơi, rất nhanh, quyết liệt và thi đấu trực diện. Sẽ là không ngoa khi nói Haaland là một cỗ máy săn bàn thực thụ của làng túc cầu thế giới. Nhưng như đã đề cập, các con số, những thành tích mỹ miều ấy chưa bao giờ là đủ đối với Haaland. Còn nhớ cách đây 3 năm khi Haaland mới 19 tuổi, tại giải U20 World Cup Thế giới, một mình Haaland đã ghi 4 bàn thắng chỉ trong hiệp 1 trận đấu giữa U20 Na Uy và U20 Honduras. Nhưng trước giờ nghỉ, Haaland vẫn tỏ ra rất bực bội. Eman Markovic đã tiến đến hỏi, thì Haaland trả lời, tôi không tận dụng hết các cơ hội mình có được. Sang hiệp 2, Haaland ghi thêm 5 bàn nữa, giờ thì vui rồi chứ. Markovic lại hỏi lúc kết thúc trận đấu. Thế nhưng, Haaland vẫn đáp lại với sự tiếc nuối. Không. Giá như nếu tôi ghi thêm một bàn nữa thì đã có đủ 10 pha lập công rồi. Đó chính là Haaland, dù có làm tung lưới đối phương bao nhiêu lần, anh vẫn luôn muốn ghi thêm bàn nữa. Với chân sút người Na Uy không bao giờ là đủ cả. Anh không hài lòng với những gì đã đạt được và luôn muốn nhiều hơn. Nhờ vậy Haaland luôn thúc đẩy bản thân tới cấp độ mới. Khi đạt được một cột đã đề ra, anh lại đặt ra các thách thức tiếp theo để bản thân mình chinh phục. Có lẽ tính cách này ảnh hưởng một phần từ thần tượng Cristiano Ronaldo của Haaland. Không dưới một lần, cha của Haaland khẳng định con trai ông đã và đang học hỏi, noi theo gương của người đàn anh người Bồ Đào Nha. Vậy cột mốc tiếp theo của Haaland sẽ là gì đây? Hãy hỏi theo một cách khác, liệu Haaland sẽ tiến xa đến đâu? Có lẽ trước mắt là danh hiệu vô địch vua phá lưới tại Bundesliga và chiếc đĩa bạc danh giá tại mùa giải năm nay, thứ mà đội bóng kình địch Bayern Munich đã giữ quá lâu. Còn tương lai xa hơn chưa ai có thể biết được. Tiếp nối những Ronaldo, Messi để tạo nên một kỷ nguyên thống trị mới của bóng đá thế giới hay rời Dortmund để chinh phục những vùng đất thử thách hơn. Chỉ có tương lai mới có thể trả lời. Còn ở hiện tại, người hâm mộ chỉ có thể chờ đợi xem những kỷ lục ghi bàn nào sẽ bị cậu nhóc 21 tuổi này xô đổ và chừng nào cơn khát bàn thắng của Haaland mới dừng lại. À, mà chắc có lẽ là không bao giờ đâu.